các bạn thấy chưa, hành trình khám phá hành trình các bạn nha. Thì hôm nay mình đi dạy lái xe các bạn, và tình cờ mình thấy một ổ ong ruồi bự vô bá gì luôn nè. Thì đây là cái trường của mình ha. Thì ai mà có nhu cầu học bằng lái gì đó thì các bạn nhớ liên hệ mình nha. Đó, ổ ong giờ chưa chưa các bạn. Ổ ong là bự kinh khủng chứ không vừa đâu. Nó nổi chỗ bơ chấm bóc luôn, mà ổ ong này á cái vít nó nhọn tí xíu không. Đó, bây giờ mình sẽ leo lên bắt các bạn coi. Kinh khủng ha. Đó. Các bạn thấy bắt ổ ong này phải đơn giản. Giờ leo lên. Leo theo đường đây các bạn ơi. Con siêu to khổng lồ luôn á. Siêu to khổng lồ này các bạn thấy chưa? Rồi cái clip mình kết thúc đây các bạn ha. Hiện tại bây giờ mình đang bả trong cái trường dạy lái xe của mình á, là trường Cao Đẳng Bình Phước các bạn. Thì bây giờ các bạn nhớ ai mà đăng ký học á, nhớ liên hệ với mình nha. Rồi bây giờ xin chào các bạn. Dạ, bây giờ. Đó, bây giờ mình phim quay lại cái trường dạy lái cho các bạn coi nha.